the pensions to go bust. The pension problem is the biggest problem that faces the world. In 10 more years, in 2030, there'll be so many guys my age with no pension. Yeah. So for the millennials, you probably won't have a pension. Gần đây, mình có đọc được một số khảo sát rất đáng chú ý về tình hình hưu trí tại Việt Nam. Hơn 2/3 số người cao tuổi tham gia khảo sát cho biết rằng họ không đủ điều kiện tài chính để đảm bảo những nhu cầu hàng ngày và chỉ có một phần nhỏ là có quỹ tiết kiệm. Điều đáng chú ý hơn là đã có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng quỹ lương hưu của Việt Nam chúng ta có nguy cơ hoàn toàn cạn kiệt đến năm 2052. Nghe có vẻ là một mốc thời gian hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng đây cũng chính là thời điểm mà Gen Z cũng như là Millennial chúng ta sẽ bước vào độ tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, các khảo sát và nghiên cứu này đều đã được thực hiện từ năm 2008 và 2017. Vì vậy thì mình tin kết quả sẽ không còn quá chính xác và phù hợp với bối cảnh hiện tại. Tuy nhiên thì đây vẫn là một trong những lý do mà mình tin rằng người trẻ chúng ta sẽ nên bắt đầu đầu tư từ sớm, ngay khi có thể, để chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống hưu trí ở trong tương lai. Cảm ơn các bạn trong Patreon đã ủng hộ mình, giúp kênh có thể luôn phát triển bền vững và tiếp tục tạo ra các nội dung hữu ích về tài chính cá nhân và sức khỏe nhé. 1. Chuẩn bị tốt hơn cho hưu trí. Đến với vấn đề đầu tiên chúng ta đặt ra ở ngay đầu video, vậy thì quỹ lương hưu của chúng ta sẽ đến từ đâu? Thì đây chính là khoản tiền bảo hiểm xã hội được đóng bằng chính phần tiền lương mà chúng ta phải trích ra mỗi tháng, cụ thể là 8%. May mắn là chúng ta sẽ không phải gánh vác một mình việc đóng góp vào quỹ này. Công ty nơi chúng ta làm việc sẽ hỗ trợ bằng cách đóng góp thêm với tỷ lệ lên đến 17% lương mỗi tháng. Ví dụ, Huy là một sinh viên truyền thông mới tốt nghiệp và làm việc tại BIDV có mức lương là 10 triệu đồng, thì mỗi tháng Huy sẽ phải đóng 800.000 đồng vào quỹ lương hưu và công ty sẽ đóng thêm là 1.700.000. Đến với câu hỏi tiếp theo mà nhiều bạn sẽ băn khoăn, đó là Huy sẽ phải đóng tiền bảo hiểm của mình đến năm bao nhiêu và khi nào thì Huy sẽ được sử dụng số tiền đó, và khi được rút tiền thì Huy sẽ được rút khoảng tầm bao nhiêu tiền. Giả sử Huy bắt đầu làm việc từ lúc 20 tuổi năm 2024 thì sau 20 năm, tức năm 2044, thì Huy sẽ đủ điều kiện để nhận lương hưu. Tuy nhiên, nếu Huy muốn nhận lương hưu ngay lúc đó thì theo quy định thì Huy sẽ chỉ nhận được 45% thu nhập của mình, tức là hàng tháng Huy sẽ nhận được tối đa là 4,5 triệu đồng từ quỹ lương hưu. Giả định thu nhập của Huy là 10 triệu đồng. Kể từ sau năm 2044, mỗi năm Huy tiếp tục làm việc và đóng bảo hiểm thì Huy sẽ được cộng thêm 2% thu nhập. Và nếu Huy làm thêm 10 năm nữa thì đến năm 2054, khi mà Huy 50 tuổi thì mức lương hưu của Huy sẽ tăng lên 65%, tương đương là 6,5 triệu đồng mỗi tháng. Và mức lương hưu tối đa Huy có thể nhận được là 75% thu nhập thì Huy tiếp tục làm việc đến năm 2059, khi mà Huy 55 tuổi. Mọi thứ thì nghe có vẻ khá tích cực, nhưng có hai vấn đề lớn mà thế hệ trẻ chúng ta thường hay bỏ quên. 1. Nguy cơ cạn kiệt quỹ lương hưu. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ này, tỷ lệ sinh tại Việt Nam đã giảm liên tục trong 20 năm vừa qua, tỷ lệ tử vong cũng có chung xu hướng, một điều ắt hẳn dẫn tới việc tuổi thọ trung bình của người Việt Nam tăng mạnh. Ba xu hướng này kết hợp lại dẫn đến một thực tế là quá trình già hóa dân số tại nước ta đang tăng vô cùng nhanh chóng. Kéo theo đó là nhu cầu chi tiêu công lớn hơn từ quỹ lương hưu để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, gây áp lực nhiều hơn đến ngân sách của nhà nước và ảnh hưởng đến tính bền vững tài chính dài hạn của chính phủ. Một tình trạng có thể thấy rõ ở nhiều quốc gia phát triển như Nhật Bản, Ý hay Phần Lan. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là theo dự đoán về tính bền vững của quỹ lương hưu Việt Nam dựa trên 4 yếu tố: số người đóng bảo hiểm, mức đóng bảo hiểm, số người nghỉ hưu và mức lương hưu trung bình, thì quỹ lương hưu của Việt Nam có thể sẽ hoàn toàn cạn kiệt vào năm 2052, khi thế hệ Gen Z chúng ta bước vào độ tuổi 50 và bắt đầu có quyền nhận lương hưu giống như là Huy. Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng đã được công bố từ năm 2008 và cũng chưa tính đến những bước nhảy vọt trong việc gia tăng năng suất lao động của Việt Nam chúng ta nhờ vào công nghệ. Vì vậy, mình tin rằng kết luận quỹ lương hưu tại Việt Nam cạn kiệt sẽ rất khó và chắc chắn sẽ không xảy ra. Nhưng chúng ta cũng nên củng cố thêm cựu ý chí bằng việc đầu tư từ sớm, ngay khi có thể. 2. Chính sách trả lương tiết kiệm. Vấn đề nghiêm trọng tiếp theo là cách mà số doanh nghiệp nhỏ hay startups sẽ thường ký hợp đồng lao động và trả lương hơi lách luật một chút bằng việc tách lương của chúng ta thành hai khoản: lương cơ bản và lương thường. Ví dụ, nếu Huy có mức lương là 10 triệu đồng một tháng, công ty sẽ trả lương cơ bản khoảng 5 triệu và 5 triệu còn lại thì sẽ được tính là khoản thường. Về mặt lý thuyết thì đúng là bạn và cả công ty sẽ tiết kiệm được một phần tiền phải trích từ lương để đóng bảo hiểm, nhưng về lâu dài, mức lương hưu mà chúng ta nhận được sau này sẽ rất thấp, do nó sẽ chỉ được tính dựa trên lương cơ bản. Đây chính là lý do đầu tiên mà mình tin rằng chúng ta sẽ nên đầu tư từ sớm để chuẩn bị tốt hơn cho một cuộc sống hưu trí thoải mái và an tâm sau này. Đến với vấn đề tiếp theo mà chúng ta sẽ phải đối mặt thì đó sẽ chính là lạm phát.
Mình tin rằng đến giờ phút này thì phần lớn chúng ta sẽ đều biết rằng lạm phát sẽ là mức tăng giá chung của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian. Ví dụ, một quả táo năm 2023 có giá là 10.000 đồng, nhưng đến năm 2024 lại tăng lên là 12.000 đồng. Điều này có nghĩa là sau một năm, chúng ta đang có mức lạm phát lên tới 20%, khiến giá trị tiền và sức mua của chúng ta giảm đáng kể. Và nói một cách khác là chúng ta cũng đã nghèo đi khoảng 20% so với những năm trước. Tuy nhiên, thì theo dữ liệu và báo cáo kinh tế, lạm phát cũng chỉ dao động loanh quanh khoảng tầm từ 3 đến 4% mỗi năm, thì cũng không phải là những con số quá ghê gớm. Nếu chúng ta gửi tiền tiết kiệm ngân hàng này với lãi suất khoảng tầm từ 5 đến 7% thì mỗi năm mình vẫn sẽ có những lợi nhuận thực là từ 2 đến 3% mà. Nên lạm phát có vẻ cũng chả phải vấn đề gì quá lớn. Tuy nhiên, viễn cảnh tươi đẹp này sẽ đúng khi và chỉ khi lạm phát thực sự ở mức 3 đến 4% mỗi năm. Đây là bảng so sánh mức lạm phát chính thức và mức lạm phát thực tại Mỹ vào năm 2023. Khác với mức lạm phát chính thức được công bố là khoảng 4 đến 5% thì mức lạm phát thực được tính toán độc lập lại lên tới mức gần 12 đến 13% mỗi năm. Nhưng chắc chắn là có một nhầm lẫn gì ở đây, bởi vì làm gì có chuyện một chính phủ minh bạch như Mỹ lại có những sai số về dữ liệu như vậy. Tuy nhiên, thực tế đáng buồn là theo nghiên cứu đã có vô số trường hợp chính phủ thao túng dữ liệu kinh tế do áp lực từ chỉ tiêu, thời gian cận kề bầu cử và để giảm mối lo của người dân về rủi ro tài chính. Điển hình nhất là ví dụ của Argentina vào năm 2007 cho đến là năm 2015. Chính phủ đã áp dụng một loạt các biện pháp thao túng khác nhau để giảm chỉ số lạm phát được báo cáo bởi Viện Thống kê và Điều tra Quốc gia. Ban đầu, chính phủ chỉ sử dụng hình thức thao túng loại 4 bằng cách gây áp lực lên các chủ cửa hàng để tác động đến giá cả của các mặt hàng trong rổ lạm phát. Rồi sau đó, thao túng cả các phương pháp tính toán lạm phát, cho rằng các tính toán truyền thống đang được các chuyên gia sử dụng là không yêu nước và cần được sửa đổi. Và cuối cùng, thì khi các dịch vụ y tế hay chi phí du lịch và giá của một số mặt hàng thực phẩm gia tăng quá cao thì chúng sẽ ngay lập tức bị thay đổi và loại bỏ để giảm thiểu con số lạm phát. Các biện pháp thao túng này thì như các bạn có thể thấy trên biểu đồ đã dẫn đến sự chênh lệch vô cùng lớn giữa tỷ lệ lạm phát chính thức và lạm phát thực tế mà người dân phải hứng chịu. Nếu hiểu một cách đơn giản là nếu mức lạm phát của chúng ta trong năm 2023 được đo bằng táo, sữa và thịt bò, nhưng nếu sang năm 2024 giá táo tăng quá mạnh từ 10.000 lên 30.000 một quả thì chính phủ Argentina sẽ ngay lập tức thay thế táo bằng một loại quả tương đương như lê với mức lạm phát thấp hơn để tạo ra chỉ số lạm phát có lợi cho họ. Và giờ quay lại với bài toán hưu trí với mức lạm phát thực là 7% mỗi năm, thì sau 30 năm làm việc và cống hiến thì Huy sẽ nhận được mức lương hưu bằng 75% cùng 10 triệu đồng là 7 triệu rưỡi. Nhưng nếu lạm phát duy trì ở mức 7% mỗi năm thì sau 30 năm sức mua 7,5 triệu đồng mà Huy nhận vào năm 2054 cũng chỉ tương đương với 985.000 đồng. Và với 985.000 thì thử hỏi làm sao chúng ta có thể sống thoải mái và an nhàn trong thời gian hưu trí. Mình tin rằng việc thao túng dữ liệu lạm phát sẽ chỉ xảy ra ở một số trường hợp hy hữu như của Argentina và Hy Lạp vào những năm trước đây. Tuy nhiên, kể cả với mức lạm phát trong tầm kiểm soát là 3 đến 4% thì đây vẫn là kẻ thù vô cùng nguy hiểm cho tài sản của chúng ta. Bởi lạm phát sẽ để lại những tác động không đồng đều lên hàng hóa và dịch vụ của chúng ta. Và trong những năm gần đây, một trong những nhu cầu căn bản nhất của con người là nhà ở đã chứng kiến sự gia tăng giá cả chóng mặt. Và theo các nghiên cứu từ các tổ chức quốc tế uy tín, trên thu nhập tại Việt Nam hiện đang ở mức 23,7. Và đặc biệt, theo Viện Quy hoạch Đô thị là URI, tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, chúng ta sẽ phải mất khoảng 32-33 năm để mua được một căn nhà. Vì vậy, nếu không kiên trì tiết kiệm và đầu tư thì sẽ rất khó để chúng ta có thể bảo vệ tài sản trước sự bào mòn của lạm phát và đáp ứng được những nhu cầu của bản thân trong tương lai. Và đến với lý do cuối cùng mà chúng ta nên đầu tư sớm nhất khi có thể thì đó sẽ chính là lợi thế của lãi kép, hay như Việt Nam mình thì sẽ thường hay gọi vui là lãi mẹ để lãi con. Hãy hình dung rằng chúng ta có khả năng dành dụ được 10 triệu đồng mỗi tháng và đầu tư số tiền đó vào cổ phiếu với lãi suất là 8% mỗi năm sau khi đã trừ đi thuế và phí giao dịch. Mặc dù thì trên thực tế thị trường chứng khoán có thể mang lại mức lãi suất khoảng tầm từ 12 cho đến là 14% mỗi năm, nhưng chúng ta sẽ tính toán với mức lãi suất an toàn hơn là 8%. Và với số vốn và lãi suất như vậy thì để tích lũy đủ 1 tỷ đồng đầu tiên, chúng ta sẽ cần phải có 7 năm tiết kiệm và đầu tư. Và theo logic thông thường thì để xây dựng khối tài sản 10 tỷ đồng thì nhiều người sẽ hay nghĩ rằng là chúng ta sẽ cần phải đầu tư với số thời gian gấp 10 lần, có nghĩa là 70 năm. Nhưng may mắn, thực chất đây chỉ là một phép tính dựa trên lý thuyết mà thôi, vì trên thực tế chúng ta sẽ không phải mất đến 70 năm để kiếm được 10 tỷ đồng đâu. Tại sao mình lại khẳng định được như vậy? Thì để dễ tưởng tượng, bạn hãy nhìn vào bảng số liệu mình để trên màn hình để xem chúng ta cần bao lâu để kiếm được 2 tỷ đồng. Sau khi có được 1 tỷ đồng từ 7 năm đầu tiên, đường đến 2 tỷ của chúng ta thay vì 7 năm nữa thì sẽ lại chỉ tốn 4 năm, 1 tháng. Bởi ngoài công sức tiết kiệm hàng tháng của chúng ta vẫn là 10 triệu đồng thì 1 tỷ đồng đầu tiên của chúng ta cũng đang chung tay cật lực làm việc cùng chúng ta, tạo ra lãi suất hàng năm
lên tới là hàng trăm triệu đồng. Và giờ thì nếu tôi nhắc đến mức 5 tỷ đồng, thì mỗi tỷ đồng tiếp theo sẽ đến nhanh hơn rất nhiều so với các tỷ đồng trước đó. Nếu 1 tỷ đồng đầu tiên tiêu tốn của chúng ta 7 năm, thì tỷ đồng thứ 2 sẽ tốn 4 năm 1 tháng, tỷ đồng thứ 3 thì đến sau 3 năm 7 tháng, tỷ đồng thứ 4 là đến sau 3 năm, và tiếp theo thì sẽ chỉ còn khoảng tầm 2 năm để bạn chạm đến mốc 5 tỷ đồng mà thôi. Và nếu các bạn đang tò mò, thì để chạm mốc 10 tỷ đồng với tốc độ như vậy thì chúng ta sẽ chỉ cần 27 năm, chứ không phải là 70 năm. Và khi tài sản của chúng ta chạm ngưỡng 9 tỷ đồng, 1 tỷ đồng tiếp theo sẽ chỉ tốn của chúng ta khoảng tầm 1,35 năm để xây dựng. Hay nói cách khác, đây sẽ là khoảng thời gian nhanh gấp 400% so với thời gian ban đầu mà chúng ta sẽ cần phải bỏ ra để tích lũy 1 tỷ đồng đầu tiên. Và cuối cùng, thử kéo dài thời gian đầu tư lên 30 năm thì số tiền ban đầu của chúng ta sẽ tăng lên mốc 16 tỷ đồng, và nếu tiếp tục trong 40 năm thì con số này sẽ lên tới là 37 tỷ đồng, cũng là một khoản tài sản đủ lớn để chúng ta có thể an tâm tận hưởng cuộc sống hưu trí thoải mái sau này. Và đó chính là 3 lý do tại sao chúng ta sẽ nên đầu tư càng sớm càng tốt, không chỉ để bảo vệ cho tài sản của chúng ta trong tương lai mà còn chuẩn bị cho một cuộc sống hưu trí an nhàn và thoải mái. Và trong các video tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng khám phá bộ 3 công cụ tài chính sẽ giúp chúng ta sớm đạt được tự do tài chính, cũng như là những danh mục đầu tư phù hợp cho từng độ tuổi và cho từng người. Và nếu các bạn thấy video hữu ích, đừng quên để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình có thể làm được thêm nhiều video về tài chính cá nhân, về productivity và về sức khỏe nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào các bạn.